Hello, xin chào tất cả anh em. Chúc anh em một ngày mới tốt lành nha. Tiếp tục hành trình sang phôi với mình nha anh em ơi. Tiếp tục lại đi sang phôi Hải Châu đây. Lại kiếm được một phần khá là nhiều cây luôn anh em ơi. Mà toàn cây ven nhân không à. À, rồi. Toàn cây rỡ mà lên cây ven nhân không anh em ơi. Đã quá anh em ơi. Bữa giờ trúng hàng không. À, đó. Cây thì không có được to nhưng mà nó lít lượng rất là ok nha anh em. Để mình quay mình lấy bớt một số cây rồi coi nào trống đẹp đẹp thì mình quay cho anh em coi nha. Tại nó nhiều nó đứng hơi dày á. Nên là cũng lấn cấn khó đào nha anh em. Đấy. Chỗ này không 7 8 cây ha. Rồi mình lấy ra một ít cho mình các anh em coi. Đây. Coi. Lết lượng không em ơi. Nãy giờ mình lấy được 5 6 cây rồi này. Nói chung đất này rất là mềm luôn. Nó đất đá. Nên là môi môi là lái này anh em ơi. Đó, ba coi ha. Ba coi, chỗ này còn một coi lét nữa này. Đó. Chưa có lái. À. Anh em thấy nó lét đã không? Ba coi ha. Trong này mình đào cũng được ba coi, bốn coi gì nữa rồi nè. Đó. Rồi. Nắng quá trời quá đất luôn. Tao trưa luôn, lên tao núi là tao trưa luôn anh em ơi. Bốn coi này. À, toàn ba cái chân rỡ quái nhìn đã lắm anh em ơi. Nay nói chung là cũng may mắn 5 cây này đó. À, chỗ cái phảnh này người ta nói đào người ta giờ còn cái rỡ nó lên coi lét không anh em. À, đào được nãy giờ được 5 cây rồi còn cây đây hai cây 6 này kia cây nữa cây 7 cây phía trong nữa anh em ơi 8 cây nãy chỗ phảnh này cũng gần 10 cây anh em ơi. À, để mình quay mấy cây đẹp đẹp để mình đào coi cho các bạn coi nha. Mấy cây viên nhân một thân mình dứt hết rồi. Giờ còn hai cây hai thân đây này. Nè, thấy ổn ổn nên quay cho anh em coi ha. Coi cho đỡ nghiêng anh em. Nói chung là mình đi đào mình cũng quay truyền cảm hứng cho anh em thôi. Nè, cho mình cũng nói chung cho coi đi rừng riết nó cũng nghiện lắm anh em. Nè, đam mê mà. Đây có bữa trúng bữa trật anh em. Nói chung là có cây đem về là vui vẻ rồi. Đào kiếm ngày công qua mùa dịch thôi anh em ơi. Chứ bỏ công lên tới một cái núi mà anh của núi là Thúi Sườn mà. Nên là đi rồi về còn anh em mà chơi bom hàng nữa chết luôn á. Cố gắng là lấy coi thì chủ yếu là giao lưu với anh em kiếm ngày công à. À. Đào được cái mấy cái coi vậy chứ lại leo lên núi mấy km anh em ơi. Mấy cái này nó lên từ rỡ không à. Được cái mấy cái này nó lớn là nó ra cái dàn rỡ con nhiều ạ. À. Nên cái đất này nó bó lại được cái bầu này. Mình thì mấy cây mà tông cao thì mình hay lấy bầu lắm anh em. Lấy về cho anh em trồng cho nó dở sống thôi. Chứ kinh nghiệm ví dụ mình trồng thì mình trồng thì không 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 chết được đâu. 10 cây thì có khi là chết chỉ một cây thôi, có khi là không nha. Nói chung là ba cái phôi nhỏ này nó không chết không sợ chết đâu anh em ơi. Những cây phôi mà mạch két ví dụ cổ tay cổ cánh đâu ạ. Cái to là mình nó sợ chết thôi chứ ba cái đồ chút chút này không có chết được rồi anh em ơi. Lấy đã kính nhiên gục đất luôn nha anh em. Anh em giao lưu cứ liên hệ với Zalo Facebook mình nha. Quên lộn Zalo số điện thoại mình nha anh em ơi. Mình không có bán hàng bên Facebook nha. Mình chỉ bán kênh YouTube thôi anh em ơi. Facebook là chỉ để đang chơi thôi. Facebook với lại TikTok rồi. Mình chỉ để đang chơi thôi anh em ơi. À, giao lưu với khán giả rồi thôi chứ mình không có bán hàng ấy. Mình chỉ bán trên YouTube thôi. Mũi kén quá anh em à. Tiếp tục mình đào luôn cái này nha. Nói chung chỗ này thì cái giống nó hơi đứng là mình bá bá mình đào thôi anh em chứ không có phải bằng phẳng đâu. Chịu khó tí ha. Giờ lên núi mà gặp những cây như thế này giờ đâu còn đâu. Nhỏ nhỏ mà lứt chạy cũng ráng chịu khó đào anh em ơi. Lên cao một tí mà cũng chịu khó đào ha. Mình lên giờ cũng 12 giờ rồi mà. Cố gắng đào một tí rồi mình
Nghỉ ngơi rồi tầm 2 giờ mình xuống núi ha. Chứ giờ mà xuống núi nắng lắm anh em. Không đi nấu đâu. Hơi bị hụt hơi anh em à. Nắng quá. Mình thì đi có một mình nè, không có ai đi cùng hết. Nói chung cũng chịu khó thôi, cố gắng thôi anh em à. Không có bạn đồng hành. Nắng quá anh em họ đi không có nổi. Mình thì cũng cố gắng là mình đi cái gì mà có cây để giao lưu với anh em để duy trì cái kênh của mình nữa anh em ơi. Chứ không đăng video thì anh em lại bỏ xem kênh của mình nữa. Nên là mình sẽ cố gắng hết sức đó. Mệt xíu. Chắc mình ra cái này nữa, chắc mình cũng kiếm gì mình ăn cho mình. Đói quá rồi, chịu không nấu luôn. Không có bóng mát á, chỗ bóng dày không anh em à. Cái rừng này nó cây thấp không à, chứ không có cây cao. Cây lùng đùng không à. Nó là không có chỗ đục. Cái này ra rồi này. Đó. Mình quá mình này. Giờ là hơn 12 giờ rồi anh em. Mười hai giờ 20 à. Quá trễ rồi. Giờ mình chắc mình cũng ăn tí rồi nghỉ tí rồi mình xuống núi anh em ơi. Chắc 2 giờ mình xuống. Chứ nắng quá. Nắng quá chịu không nổi anh em. Còn cây vô kia này. Còn cây vô kia này. Mình ăn bánh xong rồi mình chạy xuống nha, xuống núi nha. Rồi nước nó còn hết rồi nè, mình đem tới 2 chai nước đó anh em ơi. Phá tan cái phần này luôn nè, mũi nó bay như em anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Nhớ like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em ơi. Mình chắc là mình có lại rồi mình sẽ xuống núi nha. Nắng quá chịu không? Nắng ngã anh em ơi. Hẹn anh em ở clip sau nha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những clip sau.